anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục ra một sự kiện mới nha anh em. Thì sự kiện này nó giống như là sự kiện Champions League, What If hay là mấy sự kiện Recorder hồi trước anh em chơi và làm nhiệm vụ như thế nào, nhận cầu thủ Uri như thế nào. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em chơi sự kiện Ken Turan. Đấy, sự kiện này thì cũng như mấy sự kiện khác chứ thôi, chỉ là chơi nhiệm vụ và hoàn thành lấy cầu thủ Uri anh em. Đó, thì bây giờ mình đã vô cái sự kiện Ken Turan anh em. Đây anh em, nó có cái Go To Pass này. Cái pass này á thì là anh em phải nạp lấy cầu thủ ở trên, còn có wish, còn nếu mà anh em muốn re thì lấy dưới thôi. Đó, tiếp tục là cái phần quest, là cái phần là làm nhiệm vụ để lấy cầu thủ re, là cầu thủ 113 là con Ducat và quest này. Đấy, RM và con Bizarre là WB, là hai con re trong cái nhiệm vụ cho anh em lấy. Đó, cũng ngon em, cũng ngon, 113 511 ngon em. Và bên đây là hai cầu thủ Echen, đó là con râu Abios và con Omidon. Đó, ngon em, ngon em. Lần này over cực kỳ cao anh em, cực kỳ cao cho anh em, ngon lắm anh em, 112 và 113. Đó, thì ok anh em. Cái phần ở trên á thì nói chung là để làm theo yêu cầu cực kỳ dễ rồi. Ví dụ như con Omidon thì yêu cầu là đầu tiên là cầu thủ over 111 cộng, tiếp theo là cầu thủ over 110 cộng, tiếp theo là cầu thủ over 109 cộng, cuối cùng là over 108 cộng. Chỉ có một cầu thủ thôi, mỗi cái là một cầu thủ thôi, rất là đơn giản, rất là dễ thật sự. Con Omidon anh em lấy dễ lắm, thật sự dễ lắm. Tiếp tục là con này trên con Rabiot này, là Obiot này, đúng rồi, là nó yêu cầu là một cầu thủ 113 cộng này, một cầu thủ 110 cộng, hai cầu thủ 109 cộng và ba cầu thủ 108 cộng, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà quan trọng là con over 113 thôi. 113 thì anh em dùng con Bastoni vừa rồi cũng được, nhưng mà thấy con Rabiot này hình như cái khả năng chậm hơn con Bastoni anh em, chậm hơn nữa thì có khả năng là anh em sẽ không lấy con này nhiều. Lấy con Omidon được này, Omidon được. Ôm rồi mình thấy tốc độ này, tốc độ mình chân cái 53 thôi, nhưng mà được anh em cũng khá ok. Over 112 là ok rồi. Thì đó là phần ở trên thì rất đơn giản thôi, nó sơ thôi anh em. Quan trọng là gì? Anh em làm nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ của cái này đó là như thế nào, là nhận được hai cầu thủ over 113 và 111. Đó, ok anh em. Thì mình coi sơ qua phần layer gallery đi, tất cả những cầu thủ trong sự kiện Ken Turan này. Đấy, đây ok anh em, rất là nhiều nha anh em. Nói chung anh em coi đi, mình chỉ cho anh em coi sơ thôi, chứ thực chất là quan trọng chính là hướng dẫn em chơi như thế nào để nhận cầu thủ huy thôi. Đó, đây có rất nhiều con anh em, nói chung là chủ yếu là quay bắt nhân phẩm. Thiếu cái con 114, 115 này không có trong cái làm nhiệm vụ anh em, mình chỉ duy 113, 111 thôi. Đó, và chen thôi. Thì ok anh em, nói sơ ha. Tiếp tục lại phần bát đi, bảo nó sơ phần bát ra. Đó, phần bát thì đơn giản thôi anh em, chỉ cần nếu muốn mở phần trên thì ok anh em, bằng phi pha bon cho anh em, 1000 phi pha bon để mở phần trên để lấy con Wish này, con Wish này 114, còn dưới là Ri anh em, dưới là Ri. Thì ok anh em, đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ vô phần nhiệm vụ để lấy Ri hai con 113 và 111 cho anh em. Đấy, làm như nào? Thì ok anh em, đây mình đã vô rồi. Nó cho anh em 12 ngày để làm hoàn thành cái nhiệm vụ này. Đó, 13 cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ đầu tiên á là mình đã hoàn thành dễ rồi, nghĩa là anh em chỉ cần có 10 cầu thủ over 100 cộng trong đội hình là được, là hoàn thành. Đó, mình đã hoàn thành anh em, mình hoàn thành là mình lên đi. Đó, ok anh em, đầu tiên là mình xong rồi nha. 11 cầu thủ over 100 cộng trong đội hình là được, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Cái nhiệm vụ thứ hai là anh em thành công 7 cái nhiệm vụ này, thành công 7 cái nhiệm vụ hơn là sẽ nhận được con 111 là tất lớp B. Đấy, ok anh em, tiếp tục nhiệm vụ thứ hai ha. Bắt rô là quan trọng. Bây giờ sao anh em? Nó yêu cầu anh em phải mở 10 cái bắt ri Ken Turan, nghĩa là phải 10 ngày anh em, 10 ngày anh em được mở. Nó cho anh em chơi trong vòng 12 ngày, nhưng mà anh em nó cho anh em dư 2 ngày. Nếu mà anh em mà lỡ mà không mở bắt ri trong một ngày nào đó thì cũng được, nhưng mà đừng để nhiều quá, đừng để quá 3 ngày anh em, đừng để quá 3 ngày. 10 ngày, 10 là bắt ri thì mới được, anh em phải chờ thôi. Anh em cho dù anh em hoàn thành hết cái nhiệm vụ kia nhưng anh em phải chờ được 10 lần bắt ri mới được. Của sự kiện này. Tiếp tục cái bắt chu bắt xích, nghĩa là anh em gì, training 10 cầu thủ. Đó, training 10 cầu thủ cho anh em, 10 cầu thủ anh em chuyển rank cũng được, up rank lên cũng được, nó tính cho em một lần.
đó là một lần, anh em phải trên 10 lần, 10 cầu thủ đó, hoặc là một cầu thủ 10 lần cũng được anh em, được tính luôn đó, là cái phần trên player. Tiếp tục division debut à, nó kêu anh em hãy hoàn thành 50 trận đá division rival, có nghĩa là anh em đá head to head nè, vs nè, management không cần thắng thua gì hết, cứ đá đúng 50 trận là hoàn thành cái nhiệm vụ này đó. Quá dư quá dễ anh em rồi, không cần thắng thua hết, cứ thua cũng được, tính một trận đó, quá dễ, 50 trận cho anh em. Tiếp tục you your head à, nghĩa là gì anh em, anh em phải ghi bàn thắng bằng đầu, 50 bàn thắng bằng đầu, 50 bàn thắng nha anh em, 50 bàn thắng bằng đầu, bất kỳ cầu thủ nào như là hậu vệ, tiền vệ hay là tiền đạo, kể cả thủ môn nữa, đánh đầu ghi bàn là tính một lần đó, và phải ghi 50 bàn thắng bằng đầu nha anh em. Ok, nhiệm vụ này thì cũng hơi là chua anh em, thật sự đánh đầu hơi khó rồi nha, mà anh em mà tạt thủ thì ngon đó anh là tạt thủ thì ngon, nói chung là anh em đá trận đấu là bất kỳ nè, đá máy cũng được, tạt cứ tạt vô đánh đầu là được đó, 50 lần nha. Ok, tiếp tục get your kit in à, cái là gì, nó yêu cầu anh em là đá 100 trận đấu bất kỳ luôn, head to head, bê tất, hoặc là đá với máy, hoặc là ban city mod, chỉ cần thành công thôi, nghĩa là đá thành thành hoàn thành cái trận đấu đó, 100 trận đấu là được anh em, 100 trận đấu nha anh em đó. Tiếp tục nha anh em, trader nick à, nó kêu anh em thành công 100 đường truyền, thành công 100 đường truyền trận đấu, anh em cứ truyền qua truyền lại cũng được, là cứ truyền lên một lần là truyền qua một lần, truyền lại một lần là hai lần đó, chỉ cần anh em truyền 100 đường truyền thôi là anh em thành công cái nhiệm vụ này rồi, dễ lắm anh em, đá máy cũng được, cứ truyền qua truyền lại, truyền qua truyền lại đủ 100 lần là được, không cần thiết cứ câu giờ được, truyền qua truyền lại cũng được, đó là chỉ cần 100 lần đường truyền là thành công cái nhiệm vụ này, quá dễ dàng cho anh em luôn. Tiếp tục with it in à, with it in là gì, yêu cầu anh em là gì, rê banh 100 lần đó, rê banh 100 lần cho anh em, nghĩa là anh em đá với máy cũng được, anh em cứ rê banh anh cầm banh cái chuyển cho khác, rê banh nghĩa là rê banh chỉ cần 100 lần thôi là được, cái này cũng dễ anh em, anh chỉ cần đá máy được rồi, đá máy thôi, anh cứ rê lại, chỉ cần cầm banh thôi, đi xíu chuyển vào cho cầu thủ khác, đi tí sự nhân, đó là tính một lần đó, là 100 lần rê banh là được đấy. Tiếp tục cho anh em rest the AI à, nó ghi là à, này dễ rồi, nó kêu anh em ghi 100 bàn thắng bất kỳ trận đấu nào, 100 bàn thắng nha anh em, rất là dễ, đã hết chưa hết, về tất cũng được luôn, mà xe mod cũng tính luôn, đá máy tính luôn, tất cả cứ 100 bàn thắng là được, này là dễ rồi. Tiếp tục cho anh em helping hand, nó kêu nên là phải thực hiện 100 đường kiến tạo, anh em hiểu đường kiến tạo anh em, cái thằng là assist là kiến tạo anh em, kiến tạo ghi bàn á, có nghĩa là gì, anh em phải truyền cho đồng đội phải ghi bàn, được tính một lần là đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, đó là anh em phải thực hiện 100 lần cái đường kiến tạo đó, có nghĩa là anh em phải truyền cho đồng đội ghi bàn 100 bàn thắng, nó như 100 bàn thắng anh em, nhưng phải truyền nha, truyền cho đồng đội ghi bàn là được tính một lần kiến tạo, đó là 100 lần kiến tạo mà cho anh em ghi bàn, rất là dễ, cái này cũng dễ anh em, nó cũng như bàn thắng vậy, anh em cứ truyền cho đồng đội ghi bàn được, ghi bàn bằng đầu cũng được, có truyền có kiến tạo là được, 100 lần nha anh em, 100 lần. Tiếp tục get in the way, nó kêu anh em phải thành công 100 đường đánh chặn, sorry 100 đánh chặn đi, đường thì kỳ quá, 100 lần đánh chặn đó, đánh chặn anh em, hoặc là chùi banh đó, rất là dễ, anh em chỉ cần đứng trước thôi cũng được, không cần chùi banh đâu, đứng trước lấy banh thôi là được, 100 lần cho anh em, đá máy hoặc đá gì đó cũng được bất kỳ, nhưng mà nó chỉ cần anh em chùi banh hoặc là đứng trước lấy banh đánh chặn đó là được, 100 lần cho anh em, 100 lần đánh chặn, cái này thì cũng dễ thôi đó, mình hết từng cái cho anh em đó. Tiếp tục cho anh em WS in the chat à, cái này dễ hơn, càng dễ nữa, nó kêu anh em thắng 100 trận đấu có nghĩa là bất kỳ luôn, thắng hết chưa hết vế tất margin mod đá máy 100 trận rồi, thắng nha, phải thắng nha, cái này phải thắng nha anh em, nó kêu win match là phải thắng một trận đấu, có nghĩa là phải thắng, thì anh em đá với máy đi, anh em cứ gần vô đá World Cup cũng được nữa, thắng 100 lần thôi, 100 trận đấu thôi là được, quá dễ. Thì đó, mình đã gọi là giải thích từng cái nhiệm vụ cho anh em trong cái 13 cái nhiệm vụ này, thật sự là dễ anh em, chỉ cần đá với máy nè, rồi đánh ghi bài đánh đầu nè, rê banh rồi kiến tạo đó, anh em nào vẫn chưa hiểu thì cứ từ từ anh em cứ tua lại, mình hết từ cái rõ ràng cho anh em đó, đó rất là dễ, đánh đầu rồi ghi bàn rồi ghi 100 bàn thắng rồi rê banh rồi chuyền banh kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, cực kỳ là dễ dàng đó, quá dễ, anh em chưa có hiểu thì cứ tua từ từ lại anh em, tua từ từ lại, mình nói rất là từ từ cho anh em đó. Thì ok anh em, đó là 13 cái nhiệm vụ để anh em hoàn thành lấy con Rui 100 over 13 đó, cực kỳ ngon em, Lucas và Quest.
cực kỳ ngon đấy. Có điều khó nhất là của anh em hiện tại là gì? Đánh đầu. Đánh đầu rất nhiều anh em khó khăn với vấn đề này. Thật sự đá máy thì cũng được đi, nhưng mà nhiều lúc là nó chuyển vô toàn là chuyển sệt thôi mà, đúng không em? Chuyển sệt thôi mà khó đầu lắm thật sự. Còn đá với nhau thì chuyển được ghi bàn được mấy gần tháng thôi, mà nếu cậu đứng 100 bàn tháng đầu nha, 100 bàn tháng đầu được mà hơi căng vậy này, đúng không ta? Để mình coi lại đúng không, 100 bàn tháng đầu không? À có 50 anh em, có 50 bàn tháng đầu thôi, có 50 thôi, có 50 bàn tháng đầu thôi, cũng đơn giản. Thì anh em là có nhu cầu mà muốn mà cày không được cái này á, khi bot cho lô mình sẽ cày thuê cái này cho anh em, cày thuê cho anh em, cày thuê đá hết cái này cho anh em luôn, trừ cái bỏ bắt thôi. Cái bỏ bắt thì phải chờ 10 ngày anh em, chờ 10 ngày mới được chứ không có đủ, không có kịp đâu, tại vì 10 ngày nó mới đủ. Còn mấy cái kia mình đã được cho anh em, đã thuê cho anh em đó. Anh này là có nhu cầu muốn đã thuê cái này thì ok, inbox Zalo mình đã thuê cho anh em nha. Đó thì ok anh em, đó là cái 13 nhiệm vụ mình đã hướng dẫn anh em chơi như thế nào, nhận free của over 111 và 113 cực kỳ ngon trong cái nhiệm, trong cái sự kiện thuê chu lần này, quá tuyệt vời này, quá tuyệt vời. Thì ok anh em, hôm nay chỉ hướng dẫn anh như đó thôi là xong rồi, hết rồi. Thì tiếp tục đọc những câu hỏi của anh em như thế nào đó, anh em cứ bình luận ở dưới ha, vui hay gì đó mình sẽ đưa lên để chia sẻ với anh em, chia sẻ cái may mắn của anh em nữa, hoặc là những câu hỏi nào đó mình muốn nói chung với anh em luôn. Thì ok anh em, bây giờ sẽ vô câu hỏi đầu tiên nha anh em. Anh ơi, em dùng hai nick FIFA đăng nhập bằng Facebook, em xóa đi tải lại nick không thấy nữa là sao anh? Cái này là cực kỳ là nguy hiểm anh em, cực kỳ là nguy hiểm. Dùng một Facebook mà lên cho hai ạc đó, cái này mình nói rất nhiều, mình làm cho rất nhiều anh em mất ạc anh em, chắc chắn là mất ạc, chắc chắn luôn. Cái này mình sẽ làm một clip riêng hướng dẫn anh em như thế nào. Anh em không được dùng một Facebook lên nhiều ạc, nhưng mà có thể nhiều ạc. Ê sorry anh em, đúng rồi, anh em không được lên một Facebook mà nhiều ạc được, rất là nguy hiểm nha, chồng ạc cho anh em, chồng ạc cho anh em đó. Nhưng mà anh em dùng một ạc lên nhiều Facebook thì được đó, hết đơn giản thôi đó. Nhưng mà ngược lại thì không được, không được dùng một Facebook mà lên cho nhiều ạc, mất ạc cho anh em. Cái này mất ạc các để mình làm clip sau hết đó cho anh em, cái này mình nói cho anh em cái này chung chung thôi đó. Tiếp theo, mong kênh anh sẽ tăng sub nhanh. Cảm ơn bạn này rất nhiều, thật sự cái tăng sub nhanh này á tùy thuộc vào anh em rất nhiều đó. Anh em nào yêu mến mình hay chưa biết đến mình thì đăng ký ủng hộ mình đó, thì nó tăng nhanh. Còn cách tăng nhanh nhất là gì anh em? Là mua sub anh em. Không, cái này hơi nhạy cảm anh em, thật sự hơi nhạy cảm. Chứ thật sự nếu mà anh em mà muốn nhanh thì dễ lắm, mua sub thôi, nhưng mà mình không có làm đó anh em, không có làm đó. Mình anh em thực tế anh em thích, yêu thích mình, thích kênh mình thì đăng ký kênh mình, ủng hộ mình đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếp tục, ước được lên TV. Cái này nói chung là mình đưa cái này lên hơi bị gọi là không có cái gì để nói hết, nhưng mà nói anh em là nên bình luận một cái gì đó hay một xíu anh em, đừng có để ước lên TV. Mình cho anh em lên cái clip cũng được, nhưng mà anh em bình luận một cái gì đó vui đó, hay là hỏi gì đó để mình có thể mình lập ra cho lên đó, chứ đừng ghi cái câu hôm nay, tại hôm nay nói chung cho anh em luôn ha. Ok anh em, tiếp tục. Lần đầu tiên may mắn em mở 4k điểm được John Hatt bán được 400 em coin, cực kỳ may mắn em, cực kỳ may mắn luôn. Cái điểm tốt kem mà đá mà hết chưa hết với tất hay là Manchester mod em, anh em để dành vô mở cái bắt vô mở cái điểm anh em có cầu thủ anh em 112 là quá ngon rồi, quá tuyệt vời anh em ơi. Tiếp tục, anh ơi có thông tin EA sắp ra bản mới EA Sports FC, theo anh nghĩ nó có reset không? Nếu reset thì sẽ nhận được cái gì ạ? Cái này mình trả lời chung cho anh em luôn, rất là nhiều này hỏi hoài luôn đó. Có reset thì hình thì không? Chưa có thông tin chính thức từ EA là reset hay không? Hay là mùa mới hay không? Anh em cứ bình tĩnh mà chơi. Thật sự nó chỉ đổi tên thôi anh em, đổi tên thôi, chưa có reset gì hết. Anh em cứ bình tĩnh đi. Có thông tin gì mình sẽ cập nhật cho anh em. Đó. Tiếp tục. Em là Phong MU, hôm qua em xem clip của anh xong vô mở bắt truy ra con Rashford 110, xém rớt điện thoại luôn. Cực kỳ anh em, cực kỳ may mắn, Phong MU mà ra đúng cầu thủ MU luôn, quá cực kỳ may mắn đó. Chia sẻ với anh em khác, chia sẻ may mắn với anh em khác đó. Tiếp tục cho anh em. Thế nó cập nhật thì có cần chuyển VPN qua không anh, lỡ chuyển nhầm thì mất ạc không anh? Cái này nó đổi tên, nó chỉ là đổi tên thôi anh em, còn mấy cái game mình đang chơi, tên game mình vẫn giữ nguyên, cầu thủ vẫn giữ nguyên em, không có gì thay đổi hết. Nó chỉ là một cái cập nhật thôi, gọi là cập nhật thôi anh em. Thì cập nhật đó là cái gì thì khi nào nó cập nhật mình sẽ cập nhật cho anh em. Cái này vẫn chơi bình thường em, không cần gì, không có VPN cho anh em, không sao đâu. Tiếp tục, mới nhận Recon Donovan xong em thấy còn dư hai con Dream Icon 111, em lấy đi S Dragon Ricardo Cavanho 112 giá 290 em, bán được luôn, ngon quá anh ơi, cực kỳ may mắn anh em. Thật S Chen là hên xui anh em, S Chen nếu lỡ bay ra một con mà gọi là giá thấp á thì rất là buồn, ra con nào cao cao lời là có lời đấy, là có lời là mừng rồi đấy, mừng rồi. Chúc anh em may mắn, chúc anh em may mắn nhiều ha. Ok anh em, tiếp tục.
Sáng nay em để dành con, ai để dành 3 con 101 đều là hero sau đó. Chị, em nhìn trên mở được, sau đó em nhìn trên mở được con Zidane, Etienne, mở được con Zidane, đúng là con coi video của anh hên thật. À, bạn này có 3 con hero vô Etienne, được con Zidane, cực kỳ vô may mắn, cực kỳ mắn em, may mắn. Đó, chia sẻ với anh em khác, đang vui vui anh em. Thật sự á, mấy cái bình luận của anh em á, dù có thật hay không thật, mình vẫn đưa lên, nó vui là được, chia sẻ với anh em, giải trí với anh em, giải trí thôi. Thật sự giải trí vui thôi, nên cái bình luận dưới vui vui là được, mình thấy ấy được, mình đưa lên cho anh em giải trí. Ok anh em, hôm bữa thấy anh em anh mở bắt 500 FPP, em vào mở ra được con Rashford 114, quá ngon, cực kỳ ngon luôn, quá may mắn. FPP có 500 thôi mà ra con Rashford top F, quá cực kỳ ngon, cực kỳ may mắn anh em. Thì ok anh em, đây là cái bình comment cuối cùng trong clip này. Thì anh em cứ comment bình luận ở dưới những cái gì đó mình sẽ lọc ra vui vui và trả lời chung với anh em luôn đó. Nói chung là mình vui, anh em giải trí, chơi giải trí mà đó. Thì ok anh em, hôm nay nói chung là mình làm một clip gọi là hướng dẫn anh em hoàn thành 13 cái nhiệm vụ như thế nào để lấy con over 113 và 111 trong sự kiện Centurion. Rất là dễ nè, rất là dễ, không có gì khó đâu. Nếu mà anh em nào không được thì ok anh em cứ inbox zalo mình, mình sẽ cày thuê này anh em, cày thuê anh em đó, cày thuê sự kiện này cho anh em đó, để hoàn thành cái nhiệm vụ. Chỉ có cái bắt ri á là anh em phải mở thôi, 10 ngày mới lấy thôi, còn mấy cái khác mình sẽ cày cho anh em hết. Ok anh em, thì kênh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.